Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham cứu trên phần kinh Duyên Giác. Các quả A-na-hàm, Tư-đà-hoàn và Tư-đà-hàm. A-la-hán là ở hàm. Phật giáo tiểu thừa hay còn gọi là Phật giáo nguyên thủy, chúng ta gọi là các quả vị. Quả vị. Như vậy, ở hàng đại thừa thì chúng ta sẽ gọi là thập địa Bồ Tát. Sự chướng ngại, sự kiến ngại làm cho chúng ta không thể thấy được các chân tâm và bản tâm. Từ đó mà chúng ta vì không thấy rõ, không nhìn rõ. Sự đối đãi kiến giải làm cho sự kiến giải làm cho bởi quan ngại tất cả những mối quan hệ liên quan đạo về vật chất lẫn tinh thần, sự đoạn của sở chướng và tri chướng, với sự chướng và lý chướng. Vật chất lẫn tinh thần ở đây chính là mối quan hệ biểu chứng với nhau, hay còn gọi là liên kết. Tôi lấy ví dụ, khi quý vị có đời sống trong vật chất cao thì tinh thần quý vị trở nên cao hơn. Khi quý vị đời sống vật chất thấp thì tinh thần cũng trở nên thấp hơn. Tại sao như vậy? Để lý giải điều này, chúng ta còn phải biết rằng trước lúc có một vị tu sĩ tu tập đã nhiều năm nhưng không chứng đạt, hay còn gọi là đắc quả, là bởi sự thiếu về vật chất. Sau đó thì Đức Phật có một vị đại đệ tử của Đức Phật hỏi với Đức Phật rằng: Ngài, sao tu hành lâu như vậy mà không đắc quả? Thì Đức Phật mới trả lời là: Ông hãy đến mang áo quần lương thực tới giúp đỡ và xây nhà cửa cho ông ấy, thì ông ấy sẽ đắc quả. Và đệ tử của Đức Phật đã tới đem y áo, đem lương thực và xây cho ông ấy căn nhà. Nhà thờ của Đức Phật còn tại thế thì nhà chủ yếu là nhà nước, hoặc là nói chung là nhà rất là đơn sơ, không giống như các nhà cửa phương tiện của chúng ta bây giờ, nhà đơn sơ. Thì chúng ta thấy ông ấy liền đắc quả A-la-hán. Sau khi tu tập thì 3 tháng sau ông đã đắc quả A-la-hán. Như vậy thì chúng ta thấy đây là mối quan hệ của vật chất
vật chất cũng là một cái trình, vật chất cũng là một trình giúp đỡ về tinh thần. Sau khi có được vật chất mà Đức Phật giúp đỡ thì ông ấy sẽ trở con nên trở nên tắc quả A La Hán. Và quý vị biết rồi, tắc quả A La Hán thì đã thành công, đã thành công bước đầu tiên, bước đầu tiên không còn hối lui không đâu trong vòng sinh tử luân hồi. Sự tuy thanh tịnh biết rõ nhưng mà vẫn còn chưa hiểu được, chưa nhận diện được sự duyên giác, biết được sở giác sự cảnh lý sự và sự chưa đoạn được sự ngã. Điều đó có nghĩa là về lý chướng và sự chướng gọi là năng lực sở, sự nhập địa và kiến tánh trong tâm. Khi đã lìa được những sự chướng và lý chướng, chúng ta sẽ thấy được trong tâm và kiến tánh. Chúng ta sẽ thấy được trong tâm và kiến tánh.